Dự báo thời tiết 21 tháng 2, Bắc Bộ nắng nóng, trước khi đón đợt không khí lạnh mới. Theo bản tin dự báo thời tiết, từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay, 20 tháng 2, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, trước khi đón đợt không khí lạnh mới vào cuối tuần. Thời tiết Bắc Bộ, nền nhiệt một số nơi lên mức 34 độ C, trời nóng như mùa hè. Trong khi đó, ở Nam Bộ, nắng nóng gay gắt vẫn diễn ra trên diện rộng, nhiệt độ trưa chiều ở mức 34 độ, có nơi trên 35 độ. Từ ngày 22 tháng 2, gió mùa đông bắc tràn về, nên ngày thứ 6, Bắc Bộ trời nhiều mây, có lúc mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 3, 4, trời rét và khô. Nhiệt độ cao nhất chỉ còn ở mức 20-23 độ C, thấp nhất ở mức 16-19 độ C. Độ vĩ bắc. Tin về cơn bão Vu tiếp ở ngoài khơi Thái Bình Dương. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, áp thấp nhiệt đới 02V kép ở ngoài khơi vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Vu tiếp. Vị trí lúc 10 giờ hôm nay, ngày 20 tháng 2, ở 4,9 độ vĩ bắc, 154,3 độ kinh đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 10 giờ ngày 21 tháng 2, vị trí tâm bão ở khoảng 6,6 độ vĩ bắc, 150,3 độ kinh đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12, giật cấp 14. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và sẽ còn mạnh thêm. Dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trong cả nước, đêm 20 và ngày 21 tháng 2 năm 2019. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, độ ẩm từ 40-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 32-34 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2-3, độ ẩm từ 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, vùng núi 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C. Thanh Hóa Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm từ 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 33 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2-3, độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C. Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, độ ẩm từ 40-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C. Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông cấp 2-3, độ ẩm từ 40-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C. Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2-3, độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C. Dự báo thời tiết biển, đêm 20 và ngày 21 tháng 2 năm 2019. Trường gió đông nam cường độ yếu thịnh hành trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, 5. Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, 4. Bình Thuận đến Cà Mau
không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4. Cà Mau đến Kiên Giang, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, bắc biển đông, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, 4. Quần đảo Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Vùng giữa biển đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, 4. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4, 5. Vùng Nam Biển Đông, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4, 5. Vịnh Thái Lan, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.